자, 이 단어가 나왔네요. 우리가 보면 거텐이나 부분 거텐, 부분 거텐. 니올람 너무 더자 ngoài tiêu vùng này ý có nhiều từ vùng liên quan trên trên mặt của mình này, cơ thể của mình đúng không? Thế nên cái này để sau thầy sẽ up lên lại trên Facebook hay là YouTube của thầy nhé. Thầy sắp xếp lại từ vựng liên quan cơ thể bộ phận cơ thể nhé. Chào ví dụ ở đây chỉ có như này thôi. Các bạn ơi, ở đây chỗ này tiếng Hàn là gì? Vì cả ở đây bộ mặt cổ tay đúng không? Ở đây xương này tên là gì? Ngón tay này tiếng Hàn là gì? Ngón tay kia tiếng Hàn là gì? Ngón tay kia tiếng Hàn là gì? Chắc biết đúng không? Chúng ta chỉ biết là ngón tay là một son ca đó đúng không? Nhưng ngoài ra có nhiều tên ý, tên riêng ý, bộ phận cơ thể. Thế buổi sau thầy sẽ ông lên ý, sắp xếp từ vựng kia, sau đó ông lên Facebook hay là YouTube cho các bạn dễ học nhé. Okay. Chào, hôm nay chúng ta sẽ học ở về từ vựng liên quan cơ thể trước nhé. Chào xem này, chan là gì? Y ma, đúng sọc, mắt là nun, miệng íp, môi là ipsul, gasum, son,허리, 발, 종아리 여기 밥천 여기 거 밥도 이제 밥천 발가락, 무릎. Hôm nay các bạn cứ đọc trước đi, tí nữa thầy sẽ ông lên đi, nhiều từ vựng liên quan cơ thể nhé. Okay. Body, quy, okay. Talk, ok, một, thường lưng, tay là pal, ông đồng nghi, thả đi. 발목. 자, 이거는 뭐 그때는 살짝 까만 토이. 까만 거 비코 이 Vietnam이 thường hay trêu con gái mà ngực ngực rất là nhỏ, ngực bé. Người Hàn cũng người Việt Nam hay trêu gì? Hai lưng đúng không? Hai lưng. Đúng không? Hai lưng. Nói thế nào nhỉ? Thường ý, lưng là thường, thường ý, thú ghê ta. Thú ghê à? Hai lưng. 네, 이렇게 말합니다. 이렇게 hai là một. Đúng, rất là mang hình phẳng. Phẳng. Cũng là liên quan từng. Chà, 이거는 thời tí nữa, mà tí nữa sau khi học xong, thời sắp xếp từ vựng liên quan cơ thể sau nhé. Thì hôm nay các bạn chỉ biết cái này trước đi. Chà, bên dưới xem nào. 증상입니다. 각번 뺐두 분 나이 때 증상, 증상, 증상은 지어증이에요. 지어증, 지어증, 증. 자, 각번두 답, 대터 있냐? 답 대터 있냐? 자, 감기에 걸리다. 헬라, 독감에 걸리다. 감기는 등감, 빙청이고 독감은 좀 낭헌. 독 là rất là độc, rất là độc, rất là nặng. Cùm gì chứ cùm. Họ là khi chim hà đạ. Tiếp tục yori là đạ. Chào các bạn, ở đây biết từ vùng này trước thì y đa đa là thằng nào? Từ vùng na đa nữa xuất hiện nhỉ, xuất hiện. Xảy ra xuất hiện. Thì yori là xuất. Tự nhiên đầu nhá, xuất hiện xuất. Tạm xuất hiện xuất. Nghĩa là sốt thì yori da da. Chà, konmuri naoda. Naoda ý nghĩa là gì? Đi ra đúng không? Đi ra. Thế konmuri là gì? Nước mũi. À, nước mũi đi ra ngoài rồi. Thế đến số mũi. Chà, tiếp tục. Petari da da. Đó, số hoa gà ăn đền da. Không được tiêu hóa cho ta chỉ đã lắm sang cho ga nà đã
내내 쌤 뜨붕 나 있냐? 다치다 꿈라 미트엉 상처 나가 나다 꿈라 미트엉이야 베트엉 있잖아 할까이 캉년이 태 나오죠? 자 다치다 봐 상처가 나다 자 할뜨붕은 잘 봐봐 다치다는요 이 다치다는 그냥 그 잉이야 섬녀 그냥 섬녀 그냥 미트엉이야 상처가 나다 여기서 상처라는 단어 오케이 이 상처 상처는 뭐냐면 미세어요 미세어 세어 드넨 민비트엉소요 드넨 미번건 세어 미세어 이게 상처가 나가답니다 자 이거죠 태우 살티 뜻가 다치다 꿈라 미트엉 그 다음 상처가 나다 꿈라 미트엉 니만 강녀야 다치다는 그냥 지 미트엉 토이 상처가 나달라 미트엉소 넨 미세어 미세어 건 세어 너라 상처가 나다 오케이 까봐 히어쳐 오케이 자그 다음 좀 따다 뜨붕 띄엽냐 잘 먹어 알라 피가 나다 피란 뭐예요 뭐 나달라 보나에 놀라 소티안 뭐 근데 소티안 뭐 내라 잘 먹어 낙라 심하다 두통 나도 치통 나우상 복통 나부 자 뜨붕 날 샘나냐 더요 나우도는 머리가 아프다, 츠? 눈썹. 하이, 뜨붕날, 잉이야, 섬냐? 되네, 깍반, 노인이 되나냐? 두통이다. 아, 놀라, 라야, 라. 보니까, 할라다도 하면 머리가 아프다. 자, 하이, 뜨붕날, 잉이야, 섬냐? 잉만, 더 해보이서, 저, 깍수, 좀 뜨붕, 두통이 되나? 놀라, 템, 라야. 선생님, 저는 두통이에요. 저는 치통이에요. 저는 복통이에요. 콤요 뜨붕날 그 놀란 배가 아프다, 이가 아프다 그 노인테 기어차 두통이다. 깔스 좀 뜨붕날이냐? 깜빡이 어디냐? 두통이다. 자 멘서 해볼게요. 이제 노이베 투옥입니다. 투옥. 자 깜빡 답 틀렸냐? 소아 투옥라 약입니다. 약. 깜빡이 샌나이디 Vietnam 라 Vietnam이 원톡 너무 원톡 원라지 원라 보지라 맛이다 너무 그러면 원톡라 약을 맛이다 이건 싸이에요 한국은 내만 노안다 초바오미역 뒤뜻가도 있어 안해 너 꿈들 특한 꿈들 người Hàn Quốc nào cho vào miệng ý, cho cái gì vào miệng thì tất cả đều ăn hết. Thế nên uống thuốc theo tiếng Hàn nói là thuốc theo tiếng Hàn nói là 약을 먹다입니다. 약을 먹다. 됐지? Thế nên các bạn cứ chung chung sử dụng hết được. Bộ uống nước cũng là 물을 먹다 cũng được, không sao. Người Hàn Quốc ý, quan niệm người Hàn Quốc là nếu mà đồ ăn nào cho vào miệng một nước hay là thuốc này đồ ăn thức ăn này tất cả đều chung cho người là mộc đà hết nhé thì uống thuốc tiểu hoa nổi là giả với mộc đà các bạn nhớ đi nhé ok cha tiếp tục thuốc tiêu hóa là xô hoa chê xô hoa chê là về giảm sốt hê d열 chê hê d열 chê ok ăn nhạc thuốc viên ăn nhạc Karu yak thuốc bột đám bùi yak nước thuốc nước okay. Chà, chúng ta xem từng một chút nhé Chà, he yol che chẳng hạn Yogi-seo chúng ta bắt buộc phải biết Hàn Hàn chưa kìa Hàn Hàn nhé he nghĩa là giải giải he nữa ý nghĩa là giải quyết giải giải nhá bông có chuyện gì thì chúng ta giải luôn he Tên giải quyết là gì? Giải quyết là Hê-kyol-ha-da Kết luận giải quyết gì? Thế nên thì hê hẳn là giải Ta yol là gì? Yol là vừa nãy chúng ta học rồi sốt 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 mà Một chế là thuốc Thế à thuốc mà giải sốt nghĩa là giảm sốt Thế nên gọi là hê yol chê Hiểu chưa? Ok
자, 띄엽죠. 알약 라스냐, 알약. 자, 여러분, 알 라스냐, 알. 알은 증이에요, 증. 증. 증가, 증빛. 어, 깜빡, 끊을 라, 더 열. 증라, 콩살, 계란아. 에휴, 들라, 합사이즈. 깜빡은 열라이디, 계란 라스. 계란라 증가, 토, 증가. 이거 중중 증라, 알. 태연 깜빡 놀이디, 증빛라지. 빛라, 오리. 내가 깜빡 콩맵 대북날티. 오리, 계란. 놀이태야? 오리, 계란, 알. 오리, 계란. 증가, 빛. 콩파이도. 자, 열라냐? 알라 증입니다, 증라, 알. 되네. 투옥비언이, 린린, 천천천, 유나이, 천천, 유, 증도 뭐? 되네는 거야. 꼭 놀라, 알약. 알약 그렇죠? 오케이. 자, 띠업도 이제 맹비어. 오케이, 맹비어. 콰야, 콰. 자, 콰노이 납태어 뜨붕 터냐? 네, 콰. 나 콰라이 왜 왜 콰 왜라 맹와이 왜 콰 왜 콰 콰니라 소아콰 소아콰. 그 다음 이비인후과 이비인후과 리엄관 맛나이 험나이 그 다음에 무이나이 무이나이 이비인후과 오케이. 자, 그 다음에 과맛라 안과 안과. 그 다음 치과 약화자 약화 치과 띠엄포블라 주사. 다음 주사를 맞다. 그다음 처방하다 깨던 톡 깨던 톡. 자, 까빤 샘뚜 샘나냐 수금 뚱나이 니트나 이과 외과 뭐 소아과 번번번 소아과 소아과 번번번 떨까 리어간 과야 과. 대네 까빤 놀라 또이디 과 아 맹변 과놀 내과병원 다이 노인 되냐? 외과병원 뭐지? 내과, 외과, 소아과, 이비인후과 뭐뭐뭔 떡까지지 과토이. 자, 좀 따디 뭐뭐나뭐 소장으로 되는 좀따 파이덴 냐과병변 냐병변 냐과도 뭐 치과병원 외과병원 파이 노인 되냐? 오케이. 자, 멘스 해볼게요. 자, 딱번 납태어 되냐? 어떻게 오셨습니까? 어떻게 오셨습니까? 그 다음, 어디가 아프십니까? 어디가 아프십니까? 그 다음에, 어떻게 아프십니까? 증상이 어떻습니까? 자, 좀 더 쌤 뜨고 나냐? 고 너때니 뭔지 어떻게 오셨습니까? 내마 중딱 그식 태우 뜨뜬뜬뜨붕뜬못뜬못 어떻게 라지 뉴테나우 오셨습니까 라지 나댄 그럼 나댄 뉴테나우 나댄 방지 어디방 세마야 어디방 또 택시야 중딱 버텐싱 유보이드 뉴마 첨지영합 나이 어떻게 오셨습니까? 그러니까 나우 어도마댄테 자네 잉이한테 나우 어도 되는 랜더야 좀 따식 니트나 아냐? 콩파이 랜더의 방식이냐? 어떻게 오셨습니까 잉이야? 라 고수피커 고 나우 어도마 랜더야 네 과해도 돼 오케이 그렇죠? 어디가 아파요? 고 나우 어도커 어디가 아파요? 오케이 이날 두분 이날 도좀더좀더 세합 응급합 뛰었냐?